nay chúng ta sẽ viết lại câu chuyện cuộc đời. Nhà hai đang sống cuộc đời với câu chuyện tẻ nhạt chán quá rồi, còn muốn tiếp chuyện không? Thì chúng ta sẽ viết lại câu chuyện cuộc đời còn đang dang dở. Thích không? Tối nay có thích không? Đấy. Lô hàng sản phẩm gan tây này. Đấy, đã cập cảng hàng không, tôi cho bay đấy. Tôi cho bay. Nó lưu kho mấy ngày là mất mấy chục triệu. Mỗi ngày mất mấy chục triệu tiền lưu kho, nó lưu kho đâu 2-3 ngày rồi. Đấy. Chưa hết đâu các bạn ạ. À. Hiểu không? Đấy những cái pallet rỡ xuống này này, đấy. Đấy. Hiểu bát ngát sản phẩm gan tây. Chưa về hết đâu, nó còn thất lạc ở ở Dubai. Cái lô này nguyên tiền thuế cho nhà nước là mấy tỷ đấy. Mấy tỷ tiền thuế đấy. Nên là hôm nay là đi đóng thuế. Xong bắt đầu là thông quan thì mới lôi ra được. Thì là giờ này là nó các em ấy đang bốc rỡ ở đưa vào kho công ty. Ngày mai á, là những người ở Sài Gòn ấy là sẽ có để dùng. Nha, chúng tôi sẽ trả hết cho những người đặt trước, đặt trực tiếp từ Ba Lan. Đó, thì là sẽ được trả trước. Sau đó thì sớm nhất là chiều mai thì tôi sẽ cho các bạn order. Các bạn đặt nhé. Các bạn đặt. Đấy, những người mà đang phải sống với cái câu chuyện là viêm gan B, xơ gan cổ trướng, gan gần như mất bù rồi. Đấy, đang sống với câu chuyện đấy. Nên nếu mà cứ tiếp tục cái câu chuyện buồn đấy là đi ngủ với giun đấy. Yeah. Đấy, bụng có nước là đi ngủ với giun đấy. Thế nên là hôm nay viết lại câu chuyện cuộc đời. Và nếu như bạn sử dụng cái sản phẩm gan đấy, Herb Empty Liver. Herb Empty Liver thì là nó cũng có nghĩa là bình gan thảo, từ tiếng dịch sang tiếng Hano nhé. Herb là thảo, thảo mộc. Đấy. Healthy là mình dịch chữ bình, healthy liver là bình gan. Nó vẫn tên là bình gan thảo nhưng nó mang tên tiếng Anh. Ai không yêu tôi thì ra ngoài nha, đừng thả đồ đỏ tí chặn cho nó khỏi biến mất khỏi cuộc đời nhau. Gì đâu, mấy con mẹ bán hàng online vào cái cộng đồng gần 2 triệu người này để gây gổ, để xù đầu này, để bị chặn, đúng người. Thì nó cũng vẫn tên là bình can thảo Tây thôi nhé. Đây là bình can thảo Tây. Thế nên thím nào yêu chồng thì rước cho em thảo Tây chân dài về cho chồng. Đấy, xét nghiệm trước đi. Cái gan ta, cái bình can thảo ấy mà sản xuất ở Việt Nam ấy, thì nó sẽ thiên về cái bình ổn cái lá gan, bệnh tật yếu đuối của bạn, ốm ốm yếu của các bạn. Và cái sản phẩm ở phương Tây này về thì nó thiên về cái phục hồi, thiên về cái phục hồi. Các bạn cũng có thể là sáng dậy uống cốc vitamin hoặc những cái bộ tứ nhé. Tuy nhiên thì những bạn mà bị bệnh gan nặng quá ấy, thì làm lấy 1 tuần sáng dậy cho thìa mật ong, cho tí giấm táo, nhưng bây giờ làm là mùa giấm táo ở bên mình nhé. Chứ đừng có uống giấm hóa học chết đấy nha. Ở đây không có giấm táo thì vắt chanh, mà mật ong với chanh pha loãng ra uống cốc buổi sáng nha. Có thể là pha nước gừng sả, đập củ sả với mấy lát gừng, hãm nó ấm lên thì xong cho thìa mật ong vào khoắng, xong rồi thì là vắt cái quả chanh vào, thì uống lên 5-7 buổi sáng như vậy nhé. Bạn nào mà chưa dùng cái sản phẩm gan nào của Dr. Cương mà gan nó cũng không có bệnh tật gì, mà chỉ vì là mình biết là nó nhiễm độc rượu nhiều rồi, thì chúng ta sẽ uống có thể là sáng 1 viên gan ta, tối 1 viên gan tây. Thế còn những bạn nào mà gan đã bị bệnh rồi thì xét nghiệm đi, thì uống cái sản phẩm bình can thảo trước đi, uống ngày 2 viên thôi, không phải uống nhiều, uống ngày 2 viên. Đấy. Thế uống trước đi, uống khoảng độ được uống được khoảng độ 15 ngày đi. Thì chúng ta sẽ uống sang là sáng 1 viên gan ta, tối 1 viên gan tây. Đấy. Thế thì một cái lộ trình như thế là chúng ta chỉ cần mua mỗi thứ có 1 lọ thôi. Thế là uống xong là uống hết nửa nửa trình liệu trình đấy. Nhưng mỗi 1 lọ nó 60 viên cơ mà. Uống tháng. Thì là 2 lọ là mình tính uống kép vào nhau được 2 tháng. Thì chỉ cần uống hết tháng thôi. Hoặc 3 tuần này đi xét nghiệm lại là kết quả tốt rồi.
Ở đây tôi thông báo như thế, cả tình yêu của tôi, cả sự nỗ lực của tôi và ekip Tây, các nhà khoa học và cả tiền bạc nữa, trị giá tổng cái lô hàng này là nó khoảng 1,5 triệu đô la để nó đủ phục vụ cho các bạn ăn Tết. Tuy nhiên thì cũng đừng có nghĩ là nó nhiều, thế thì cứ chờ sản phẩm của tôi cứ về đầu làm vèo cả hết nhá. Đấy, thế là thì mình không yêu được lão đầu trọc. Lão nói lắm, lão chửi réo rất mình, đá xoáy mình, nó ngoáy ngoáy lòi ruột mình ra. Thế thì nơi đừng có ước, đừng có phẫn uất, nó hại gan. Có ít nhất 30% chúng ta bị nhiễm viêm gan BC. Và có những người không nhiễm viêm gan BC nhưng mà lại bị do là ăn phải chất độc nên nó hại gan. Hoặc là chúng ta phải dùng kháng sinh chỉ hoặc hóa trị liệu nhiều quá nó hại gan. Hoặc là chúng ta uống rượu, đặc biệt là người Việt Nam uống rượu. Thế nên là ở cái tầm mà từ trung niên, từ ngoài 40 trở ra nhé, thì có đến 60% chúng ta gặp các vấn đề về lá gan. Đấy, thì tôi nói lắm mặc sát thôi, nghe được nghe, không nghe được thì chớ, nhưng đừng nói chửi tôi trên này, đừng ẵm tôi, đừng dụ tôi chặn mất dép. Đấy, đấy thì là tôi sản xuất những sản phẩm nó tốt lắm, nên nó tiêu chuẩn châu Âu đấy các bạn Việt Nam ạ, tốt lắm luôn, tôi tự hào về nó. Các bạn Tây, các đối tác Tây của tôi dùng mà họ ngưỡng mộ, họ ngưỡng mộ luôn. Hôm tôi lên núi thế, có một ông nghỉ ở đấy cả gia đình, con gái ông xinh nó cao lắm, nhìn người Việt Nam thường thôi, vợ chồng nó kiểu cũng là những dạng không phải vừa đâu, cũng thường thôi, nó tưởng là tụi mình làm thuê bếp nước ở đấy sao, tại vì mình hay ra bưng bê họ. Xong sau biết mình là bác sĩ rồi, biết có sản phẩm này xong cho uống thử, thì tối hôm ấy liên hoan ông bảo mọi khi uống rượu thế làm sao đau gan mệt, mà tại sao sáng dậy không thấy thế nào cả đấy. Thế là ông ấy ôm được còn lọ dở của tôi, ông cũng xin nốt thích lắm nhé. Đấy thì bây giờ có chuẩn bị giấy bút chưa, cả một cái series trong những ngày qua nhé, là 4 5 cái livestream rồi tôi nói về phát triển bản thân, tôi nói về 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 khám phá cái tôi nha, rồi tôi giúp các bạn khám phá về những bình diện để giống người ta, và nếu bạn muốn khác người ta thì sử dụng những bình diện nào nha. Có nhiều người thì không đồng ý, bảo là tôi nói dài dòng, chả dài đâu các bạn ạ nha. Rồi những livestream tôi phát lại cho các bạn nữa, các bạn hãy bỏ ra khoảng 1 tháng trời mà học những bài về phát triển bản thân, 1 tháng thôi nha. Tối tối nghe livestream của tôi, và nhất nhất là nếu người nào hôm nay đầu tiên mới nghe thì nên nên nghe lại 5 7 cái bài trước, chắc chắn cuộc đời các bạn sẽ thay đổi. Đừng cố tình lên đây khuyên tôi là phải nói thế này hay thế kia nhé, đừng có cả gan khuyên tôi là làm thế này thế kia. Hôm nọ cái cậu trẻ nào nó mà đề nghị giảng viên nói văn tắt, đừng đưa ví dụ nhiều, tôi không phải giảng viên nhé, chỗ tôi giảng cậu không đủ tư cách vào học. Tôi nói khi tôi còn ở Việt Nam tôi đi giảng là một ngày của tôi là 50 triệu, chả có ông thầy nào phí đắt như tôi cả, 50 triệu một ngày. Đấy là lý do rất ít người được tiếp cận tôi nhé. Chứ tôi không phải là cái ông nhận vớ vẩn 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu một ngày để đi gọi làm báo cáo viên với lại giảng viên cho các bạn. Tôi nhắc lại là tôi đi giảng ở Việt Nam là 50 triệu một ngày từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi không phải là cái ông chủ trương đi nói để làm giàu. Tôi cũng không thu tiền của các bạn để dạy các bạn làm giàu. Nhưng tôi giàu có hơn bạn là cái chắc, và nếu mà được tiếp cận mà được nói chuyện với tôi thôi là cuộc đời bạn đã khác. Tất cả những người va phải cuộc đời tôi dù trên online hay ngoài thực tế thì họ đều phải thốt lên là tôi là một cái người có năng lượng tốt và cực kỳ may mắn. Bạn biết ngày xưa tôi đi học các bạn tôi gọi tôi gọi là lucky, thì rất là may. Và ở bên này những bạn Tây cũng thế, bao nhiêu năm làm họ nói rằng họ làm việc với người Việt Nam họ chỉ bị thua lỗ thôi, nên là những cái bà vợ khó tính là rất ghê, rất là gườm, thì tôi lại là người Việt Nam lại dính líu. Nhưng mà xong đến cuối cùng sau 2 năm là bà vợ Tây cũng phải phát phát ra mồm rằng là từ ngày gia đình mình dính vào Dr. Cường mọi thứ nó cứ may mắn nhé. Tôi đến để đem lại may mắn cho các bạn, đem lại niềm tin và niềm hy vọng. Tối mai tôi sẽ nói về niềm tin nhé. Bạn bị người ta bảo là giàu bằng niềm tin à? Vâng, tôi giàu bằng niềm tin đấy. Tôi nhắc lại là tổ tiên tôi các cụ đời trước thì là địa chủ giàu, nhưng mà xong cách mạng về thì nó hết đâu mà giàu, nó bằng nhau hết đúng không.
là xong bốn đời bố tôi là nghèo. Tôi có được thừa kế cái gì đâu nhé. Thế thế này là hãy tin ở tôi. Đông rồi đấy, gọi nhau vào, vợ chồng bảo nhau vào chịu khó mà lắng nghe. Tôi là người đặc biệt, đừng có so sánh tôi với ai cả. Đừng cố, tôi không cố vừa lòng các bạn đâu. Và 90% những gì tôi nói với những người mới đó là nó nghịch lỗ nhĩ những người mới đó, thì nó không giống, nó không giống cách bạn nghĩ về cuộc đời, nó không giống cách bạn nghĩ về một cái ông lên đây dạy người ta. Tại sao tôi lên đây tôi nói lắm, có người là bậc sang lão này hôm nào nó lên đấy nói nó làm gì dạ à, tôi nói ra tiền mà nhé. Đấy là việc của tôi đấy, đấy là nghề của tôi đấy. Những người nào có khả năng năng khiếu nói ấy, nên theo dõi tôi mà sử dụng cái khẩu khiếu nói của mình. Cuối thế kỷ 20, người Mỹ đã thừa nhận rằng 25 đến 27% GDP quốc nội của Mỹ nhờ kỹ năng nói nhé. Chúng ta nói nói liền mồm, nói ra tiền đâu, nói ra ba vạn. Được không? Nào bây giờ câu chuyện cuộc đời. Ôn lại bài hôm trước tôi nói về cái tôi. Bao nhiêu người phát hiện ra tôi là tiếng nói rồi nhé. Tôi là tiếng nói. Tiếng nói ở trong não, tiếng nói nhỏ gọi là little voice, lải nhải nó khởi cái tôi. Hôm qua cũng có một bạn trẻ mắng tôi chặn rồi. Bạn ấy tu tập cái gì đấy, bạn bảo là tôn giáo của ông không đúng, tôi nói gì tôn giáo. Nên là tôi chỉ nói là gì, tôi không đồng ý cái việc là biến cái tôi thành không. Tôi đố bạn biến được cái tôi thành không đấy, đấy đó. Sắc sắc không không mà sao mày quay ra đây mày chửi tao, mày ẳng tao, thằng danh con tôi chặn rồi nhá. Nói gì tôn giáo đây, nói về cái tôi bé tí, cái tôi nó đã khởi rồi, con bạn nó đã ăn vạ, nó dễ đánh đạch rồi đúng không đấy. Bố tôi bảo bé tí đã kiêu ngạo, nên là cái tôi nó đã khởi rồi. Cái thằng mắng tôi chính là cái thằng tôi nó khởi to nhất. À, đôi khi là bỏ cái tôi đi, cái tôi to mà lại là cái tôi nghèo, cái tôi xấu, kiểu như là chồng nó mắng một tí, nó bực mình nó mắng tí thì phải xin lỗi, nhưng mà lại xù lên đấy là bảo vệ cái tôi xù tôi to đó nhé. Nên là tiếng nói trong đầu nó khởi cái tôi, tiếng nói ở trong đầu nó lại điều khiển cái tôi hành động, và hành động tạo ra ta. Những gì bạn làm là do bạn làm bạn tạo ra đấy chứ. Nợ nần do bạn tạo ra, những ba vạ cũng là do bạn tạo ra, do cái hành động mù quáng của chúng ta. Mà cái tại sao cái hành động mù quáng này là do cái tiếng nói ở trong đầu nó khởi. Nó khởi ý rồi nó khởi sự. Thế thế rồi nó chi phối, nó điều khiển chúng ta hành động và nó tạo ra cái tôi. Đấy là cái bài cũ nha. Thế thì hôm nay phần 2 chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần câu chuyện cuộc đời tôi. Câu chuyện cuộc đời của các bạn cũng có thể nói bằng lời bạn kể đấy, bạn kể đấy, bạn nhắn inbox cho tôi bạn kể. Nó có đứa nó kể dài lắm, nó bảo thầy cứu em với, em xong bây giờ em bất hạnh lắm, em muốn bỏ chồng em lắm, thế rồi là chồng em bị nợ nần rồi về không giúp, rồi là đi làm được hơn chục triệu về thì là bảo là làm công to việc lớn, thế rồi là đánh em, rồi nghe bố mẹ em đánh em, bố mẹ em thì không đồng ý việc dạy con, em học thầy em dạy thì bố mẹ em nói tục rồi chửi, rồi thì là nói chung là khổ lắm, em chán lắm, câu chuyện của nó viết dài 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 dài. Đừng có nhắn inbox cho thầy nhé, đừng có nhắn để hỏi về tư vấn về quá cửa sổ vàng, rồi thì tư vấn sản phẩm, em muốn tư vấn sản phẩm bên của bác sĩ, rồi là em muốn làm phân phối, không có ai hỡi bưng vơ vơi, đấy là vơ vơi, chả ai tư vấn đâu nhé. Nghe cho bao giờ nó hiểu nhau thì dùng, không hiểu khỏi thì dùng. Tôi chả cố gắng thuyết phục người lạ mua gì của tôi cả, đừng có mua, cấm mua cái gì khi mà chưa biết tôi là ai. Thế còn muốn dạy con thì đi từ cái khóa free, khóa nó mất tiền đâu. Đấy, ai lại còn tốn công tư vấn, đây đây đang tư vấn, tối nào cũng tư vấn đây này. Đấy. Thế nên là câu chuyện cuộc đời tôi. Ôi giời ơi, nó dài chưa? Trong này thì là người trẻ nhất là bây giờ là hai mấy tuổi, thì câu chuyện cuộc đời mình nó dài lê thê từ ngày này qua ngày khác. Nó đến hai mươi mấy năm rồi, nó đến ba mươi mấy năm trang cuộc đời rồi, tình hình này cuối năm hơn tháng nữa lại Tết lại sang một trang mới, lại tiếp tục một câu chuyện buồn đúng không, một câu chuyện buồn tẻ. Ai là người đang thấy rằng là gì, những năm tháng qua câu chuyện cuộc đời tôi là câu chuyện buồn tẻ, hay là nói trước rồi quên sau, bới lại Zalo, bới lại Facebook, ngày nào chả đăng có mấy chuyện vui không đấy. Mà có những người hỏi tôi câu chuyện buồn dài lê thê, nhưng tôi mở vào trang Facebook tôi lại thấy là đăng toàn những câu chuyện
rất là hoành tráng khủng. Thôi thì liệt kê ra ở cái trang Facebook đúng không, tổng đại lý làm đẹp này, rồi thì chuyên bán buôn bán thủy sản gì này, thế rồi là chuyên gia tư vấn làm đẹp này, rồi chuyên gia tư vấn làm giàu này, rồi đủ các thứ mới. Thế bọn mày diễn kịch cả, bọn mày sống hai mặt à? À, mà mày hỏi tao một đằng cái câu chuyện nó buồn nó thối nát, còn cái câu chuyện mày viết ở trên Facebook á, ôi rồi ôi mà nó hoành tráng khủng, một cái nhân vật vai diễn như trên đấy, váy zip tóc xoăn rất đẹp đấy. Thế ai là cái người mà câu chuyện buồn dài lê thê buồn tẻ, ai đang sống bằng câu chuyện cuộc đời của mình nó buồn tẻ lắm, câu chuyện cuộc đời em nó buồn lắm, nó chán lắm. Ai đang sống bằng câu chuyện vô lý, câu chuyện cuộc đời bạn, bạn thấy nó vô lý không, quá vô lý không? Ừ? Ai thấy mình là mình đang 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 cái câu chuyện của mình mà nếu mình kể ra nó rất vô lý, nó rất bất hợp lý, thậm chí nó còn bất hợp pháp. Đấy. Và ai đang sống bằng câu chuyện rất nhảm nhí, cứ lắm đấy, cứ nhảy chồm chồm, có việc gì không, kiếm được tiền cho em kiếm đấy. Ừ. Lên đây nói lắm nghe mãi chả thấy có cái gì, kiếm được tiền kiếm gì, kiếm gì hả? Có giá trị gì cho trần gian, vũ trụ nó phản hồi đấy, không có cái gì dâng cho vũ trụ mà đòi nó dâng tiền cho mình, đi ăn cướp nhé. Đấy, thế nên là chỉ biết đi vay nợ để làm giàu thế à, nhé, dở đấy, đấy. Viết lại kịch bản cuộc đời đi thôi, nhưng mà gì, bắt đầu từ câu chuyện cuộc đời. Ai là người lên câu chuyện cuộc đời mình nó dài lê thê, nó buồn tẻ, nó nhảm nhí, nó vô lý. Và cái câu chuyện nếu chúng ta chưa chết thì câu chuyện này vẫn đang diễn tiến, chúng ta đang sống trong thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại diễn tiến, ngày hôm qua qua đi không trở lại, ta gọi là quá khứ. Đầy rẫy những câu chuyện thối nát, những câu chuyện dở dang, những câu chuyện sai lầm, những câu chuyện đồi bại hủ bại, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta cũng đang dẫn thân vào câu chuyện thực tế của ngày hôm nay, từ sáng đến tối có bao nhiêu chuyện rồi, buôn dưa từ sáng đến tối rồi, đăng bài bao nhiêu lần rồi, chuyện gì đấy nhá. Nên là thì câu chuyện cuộc đời ta là nó ở thì hiện tại tiếp diễn, nó đang diễn tiến. Và bạn thử xem ạ, cuộc đời là một màn kịch và mỗi người đang diễn một vai, đúng không? Lấy vợ rồi viện diễn vai làm chồng, có đứa chưa cau điếc chồng héo gì nó đã gọi nhau là cờ ca với vờ ca rồi đấy, vức với cức rồi nha, nó gọi nhau là vức với cức đấy, cờ ca với chờ ca rồi, nó diễn vai diễn vợ chồng rồi đấy đấy. Thế cho nên là cuộc đời là một màn kịch, mà tất cả các màn kịch thì nó đều có diễn viên, có vai chính vai phụ, vai quần chúng, và diễn cho rất nhiều người xem cổ súy đấy. Thì tất cả các màn kịch bạn xem, các vở kịch đóng lên phim ảnh đều phải có một cốt truyện đấy, cốt truyện Lục Vân Tiên, cốt truyện Lưu Bình Dương Lễ ở này, cái nhà nào mấy cái đứa nó thích thả tim thả lai thế, nó cứ lạy bọn mày, tao xin đấy đừng có thả tim thả lai nữa, tao buồn rồi nên tao lại chặn hết đấy, nó lát người ta chả xem được. Thế nên là mọi cái kịch bản để diễn ấy nhé, trên sân khấu mà chúng ta xem ấy, là nó đều có một cái cốt truyện, có câu chuyện. Thế thì hóa ra cuộc đời chúng ta cũng vậy, hãy lắng nghe tôi này, thực sự là cuộc đời tôi, câu chuyện cuộc đời tôi, câu chuyện cuộc đời bạn, hàng ngày chúng ta kể lể ở trên Facebook, thế nhưng là có người kể thật chửi chồng trên đấy, đúng không? Có người ca thán than phiền là nó bất mãn với gia đình nhà chồng, kể thật trên đấy. Nhưng có người thì ở trên đấy thì diễn những vai rất là khủng kể. Thế còn đến lúc mà nhắn tin cho ông thầy mới kể thật, chán quá. Thế nên là từ câu chuyện chúng ta ghi đi, từ câu chuyện nó sẽ viết ra kịch bản, nó viết ra kịch bản, sau đó nó định hình vai diễn này diễn như thế nào, nó định hình vai và bắt đầu chúng ta làm vai chính, làm vai chính. Thế ấy, hỏi thật tí, nhà nào là nhà là chán cái vai đang diễn quá rồi. Chán vai đang diễn, nhất là bọn sắp vỡ nợ vẫn diễn giàu lắm, nó vẫn diễn làm ăn thành đạt bận rộn vì doanh số tốt để nó còn vay thêm nhé. Thế nên là gì, nhà nào đang chán vai diễn này quá rồi thì lên tiếng, cái chán chứ ai chán chứ, chán vai diễn này lắm rồi. Vai thì đủ các thể loại đúng không, có lúc thì diễn vai oai không phải dạng vừa đâu, mà chính mình cũng
không biết mình là cái dạng gì. Đấy, có lúc thì vỡ nợ gần chết rồi nhưng mà vẫn phải diễn cái vai là giàu lắm, giám đốc. Chúng ta thấy là chúng ta diễn có đủ các thể loại vai không? Ai là cái người khốn khổ còn đang phải diễn vai hai mặt? Diễn vai hai mặt. Ừ. Chồng đánh cho mặt sưng. Ừ. Đến công ty cũng lại phải diễn, vẫn phải cười. Gạt nước mắt bụi bay vào mắt thôi. Đấy. Ai là đang phải diễn hai mặt? Thì có nhiều người diễn hai mặt, diễn trên Facebook, trên online mạng ảo một vai. Còn ở ngoài thực tế khổ như cho máng. Đấy. Thế thì quay lại với cái vai vị diễn máng lợn cám hấp của mình đi. Nha. Có nhiều người thủ đoạn để đủ các loại vai. Nhiều người làm ở khách sạn, làm lễ tân, làm quản lý khách sạn. Thì bây giờ dịch Covid khách sạn nghỉ, thế là bây giờ không được diễn, mà cái vai diễn ở đấy lại phải mặc com lê cà vạt. Thế bây giờ lại mặc áo xanh shipper. Ngày chung là diễn nhiều vai không? Có người hết giờ văn phòng lại đi shipper đó. Thế là lại diễn một vai khác. Rồi, còn có thằng phải diễn vai lật mặt. Đấy. Thế mà chúng ta thủ cái vai diễn đấy để vừa lòng khán giả nào đấy? Ừ. Chúng ta thủ vai diễn để vừa lòng ai? Ừ. Bạn muốn thủ cái vai diễn để vừa lòng ai nhé, để cho người ta tưởng bạn là cái gì ghê gớm lắm á, có thể người ta cũng không biết, nhưng mà mình đang diễn cái vai đấy mình biết, có biết cái vai diễn của mình là nó chán lắm rồi chưa, chán lắm không? Ừ. Tôi nơi này thì tôi cũng đang diễn cái vai, cái vai là gì, đi 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 sinh ra trước, các bạn nhìn mặt trời trước, gặp được những thứ khôn ngoan trước, trả giá quá nhiều vì ngu rồi. Đấy thì lên đây diễn cái vai chả biết vai gì, nói lắm như thế thì thủ vai để vừa lòng ai thì tôi đang thủ cái vai này không phải để vừa lòng mấy người ngu, tôi chỉ thích chửi mấy người ngu. Thế còn là gì, tôi đang thủ cái vai này để tôi giúp những người đang muốn viết lại câu chuyện cuộc đời để diễn một cái vai chính xứng đáng nhé. Thế ai là người mà đang muốn là gì? Đang chán vai diễn quá rồi. Đang chán cái câu chuyện đấy quá rồi. Câu chuyện dài lê thê đến gần 40 năm cuộc đời rồi. 40 mấy năm cuộc đời rồi. Còn cái hội mà ngoài 50 năm thì thôi, nghe được cái gì thì nghe nhé. Cố gắng diễn mấy cái vai đấy. Thì đang đau gan đau nhức ấy nhé. Men gan mỡ máu ấy, thì em khắc giúp cho để khỏi phải diễn cái vai đấy nữa. Đấy thì cứ nghe đây để lúc con cháu nó thay đổi thì động viên khích lệ nó. Không chung tay chèo cũng đừng giơ chân cản nước, nhà mình có phúc lấy được con dâu nó chí thú học hành, nó học cái gì đâu, nó học sự khôn ngoan để nó dạy con tốt hơn, nó kiếm tiền dễ dàng hơn trên online nữa, rồi nó mua các sản phẩm tốt cho nó biếu các bác, tôi dạy chúng nó nhịn rồi nịnh các bác vào sự ra. Nhưng nói thật là em cũng xui ấy, là gì, nếu không nịnh được nữa bố mẹ mày gàn dở quá thì mày cứ học con chó con mèo nhá, nó thấy bất an cho con nó là con mèo nó cũng cắp con nó trốn, chó nó cắp con nó trốn, chứ mày cứ làm như chó với mèo cho ta trốn nhá. Cuộc đời tôi là của tôi, con mình là cháu ông bà nhưng nó là con mình nhá. Luật nhà Chúa, luật nhà thờ, nhà Phật, luật tự nhiên là con cái được quyền bỏ cái đám già đẻ ra mình để đi tiếp với thế hệ sau nhá. Chứ chúng ta học cái chữ hiếu đội lên đầu, nhưng mà nhìn muốn hiếu cũng không được, mà ngang như cua làm hỏng đời con cháu là học con mèo cặp trốn đấy. Em là cái tính em nó ngay thẳng, em nói với các bác già như thế nào. Thế bây giờ bước 3 của buổi tối ngày hôm nay, ai dám hạ màn kịch vai 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 nhọ số nhọ, nhưng diễn cái vai dở thối dở nát, viết diễn vai cảm ơn đến mất bao giờ nữa nhá, cái vai diễn của mình một tháng được mấy củ? Ừ. Diễn tại một tháng được mấy củ, được tháng mấy chục củ đấy, có vai diễn được có 2 củ, đây là vai diễn cán bộ hợp đồng 2 củ, hy vọng gì ở cái hợp đồng nhé. Thế rồi cái vai diễn đầu tân mặt tối tháng được 5 6 7 củ, cứ diễn tiếp đi thì bao giờ nó giàu, một tháng mà 5 6 7 củ thì đi làm cả năm được 5 6 7 chục, được khoảng 80 trả nổi 100 triệu. Rồi lại hồi bố lại thầy làm thế bao giờ có 1 triệu đô, mấy trăm năm. Thế thì là phải can đảm hạ màn diễn vai số nhỏ nhé, hạ cái màn vai diễn số nhỏ xuống, ra khỏi cái sân khấu đấy ngay, ra khỏi cái sân khấu đấy ngay.
Nếu chưa dám ra thì tôi vẫn khuyên đấy nhé, mấy cái sân khấu từ giờ đến Tết là nó có 5 triệu cũng quý, diễn một tháng nó cho 5 triệu cũng quý, thì đừng có ra kiểu là chấm dứt đột ngột mà là gì, thôi nó vẫn đành phải cắn rơm cắn cỏ diễn. Nhưng mà khi nó hết giờ diễn thì về nhà thì phải đi thủ cái vai khác đi, học cái vai diễn khác đi nhé, hạ màn kịch, đã hạ màn kịch thì nếu mà hạ màn đi luôn được thì hạ màn đi luôn, còn nếu ấy, mà nó chưa hạ màn đi luôn được vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhé, để mà lấy 5 triệu một tháng ấy thì thôi vẫn diễn, nhưng mà hết giờ rồi thì không dây với bọn ấy nữa, không đi bia rượu, không nhắn trên Face nữa, mặt chạm nhau về còn soi mói cái Face, hạ cái màn diễn đấy khẩn cấp, hạ được lúc nào là chúng ta hạ ngay ra khỏi sân khấu với cái đám bạn diễn nhọ đi, cho nó diễn tiếp đi nhé, xin nhì chúng nó đi, nó thánh. Và lại còn là gì, không quan tâm nhưng không quan tâm đến những vai quần chúng gì nhé, cái đám bạn diễn vai số nhỏ cùng sân khấu ấy với lại cái đám diễn viên quần chúng nó cổ súy nhé, nó chẳng thôi cãi nhau đánh nhau hồ, đánh bỏ mẹ đi đấy, bắt đầu nó đang diễn vai uống rượu nó cũng hô uống đi hay ba du hay ba du, nó cổ súy cho mình nốc, nốc bây giờ thì trả giá xơ gan khổ thật tích chili, ra khỏi nhá, ai dám hạ màn kịch vai số nhỏ để ra khỏi cái sân khấu với cái đám bạn diễn nhỏ và cái đám diễn viên quần chúng nó cổ súy nhỏ. Đập vào vai vợ, đập vào vai chồng, nếu ngồi một mình vỗ đùi một phát sẽ có một vai diễn khác về tôi nha, sẽ mà muốn diễn một vai diễn khác thì sẽ phải có một cái câu chuyện khác về tôi. Ai là người hôm nay sẵn sàng với một câu chuyện mới về tôi, vì tôi và cho tôi nha. Chứ đừng có bảo ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, cứ nghĩ đến bản thân cái đã nhé. Sẽ có một câu chuyện mới, ai dám tuyên thệ là sẽ có một câu chuyện mới về tôi, cho tôi và vì tôi. Thì việc làm đầu tiên của tôi ngày hôm nay, việc làm số 1 là sau cái livestream này ghi vào đi cho nó nhớ, sẽ phải viết lại một câu chuyện cuộc đời. Tất cả các vai diễn đều diễn theo một câu chuyện hết nha, kịch trên phim, kịch trên sân khấu, kịch diễn quần chúng ở xóm ấy, và chính cái vai chúng ta đang diễn kịch đấy nó cũng có câu chuyện. Nhưng tại sao mày phải vay nợ, bắt đầu kể mà không kể được, tôi hỏi vợ mày là nó kể ra một đống, thì tất cả là nó đều có cái câu chuyện đấy. Mà cứ diễn suốt thôi, diễn cái câu chuyện này, mai lại diễn cái câu chuyện đấy, nghèo kiết sắt chẳng hạn, là đi xe ôm mai ra ngã ba ngã bảy biết bao giờ giàu, thế nhưng mà cái câu chuyện đấy nó không thể dừng lại được, mai lại ra ngựa quen đường cũ. Mà tại sao lại ra, vì cái tiếng nói trong não lại nhảy, nó lại xui ra đứng đấy, hiểu rồi gì nhá. Thế nên là viết lại câu chuyện cuộc đời, một câu chuyện mới, viết lại một câu chuyện mới rồi lên kịch bản, lên kịch bản, lên kịch bản ấy chính là lên kế hoạch đấy, và nhập tâm, nhập tâm mình sẽ diễn như thế nào và bắt đầu thủ vai, nhập tâm và bắt đầu thủ vai nhé, bắt đầu thủ vai. Thì chúng ta dừng cái màn diễn ở ngoài cuộc đời với cái đám quần chúng, dừng diễn kịch trên Facebook với những thằng cùng nhọ như mình, cứ lừa dối lẫn nhau là mình không phải dạng vừa đâu mà dạng gì nhé. Nhất là cái bọn có mấy thằng bạn quanh làng quanh xóm, mấy bạn nào cũ kết bạn trên này, mình bậm nhậu kết bạn thì thằng nào là thằng nào, bố thằng nào chả biết nhé, thằng nào có tí bồ bịch thì nó đang làm chả biết, nợ đến bao nhiêu nó cũng biết, bìa đỏ trên tín dụng chúng nó cũng biết nhá. Ôi giời ơi, cái làng nó bé bằng cái mắt dĩn ấy, xong cái Facebook nó có vài chục vài trăm cái người bạn trên, thằng nào nó chả biết thằng nào là bố thằng nào nữa rồi mà thể hiện, nên là không phải diễn cái bài đấy nữa, câu chuyện mới đi nhá, câu chuyện mới. Thế ai là từ hôm bấy giờ là có cái câu chuyện mới, là sáng dậy mệt phết nhưng mà thôi cố gắng nghe nghe ông Cương ông bảo này, dạy nấu cho con nó ăn, còn có phúc là còn được nấu cho con nó ăn cho nó ấm dạ ấm lòng, nó đi học nó khỏe đấy, rồi là mình nuôi nấng nó được mấy ngày nó ở với mình đâu, 18 19 tuổi là nó lại đi với đời, lại lại hối nó đi ra làm cu ly ở nước khác,
hoặc là hỗi nó đi học đại học rồi. Thế nên bây giờ còn nấu được cho nó. Đấy đấy đấy, đấy cái câu chuyện này. Đấy, ai là người thấy là từ hôm bây giờ là em có câu chuyện mới rồi đấy. Đấy, cứ sống với những câu chuyện mới nó hay lắm nha. Chưa có câu chuyện gì mới thì dừng mẹ mấy câu chuyện nhảm nhí kìa. Một câu chuyện rượu chè mà ngát thì chuyện, và nhất là lại chuyện người, chuyện ở trên mạng. Hóng hớt thế từ hôm mới xóa YouTube chưa? Đấy, chứ chúng ta nhập dữ liệu những câu chuyện ở trên đấy là nó cứ nhây vào cuộc đời chúng ta, là chúng ta cứ phải diễn. Có khi chúng ta đang là vai quần chúng của những cái sân diễn rất lớn, những cái sân diễn chửi nhau la ó ẳng nhau bới móc nhau, chả đứa nào nó cho mình đồng xu thối nào. Thế giờ biết chưa, biết thân biết phận chưa, cái sân khấu online là nó mất việc nhất trên đời. Thế này là mấy cái ông bà già nhà làm vai khán giả, làm vai khán giả xem hết cô dâu 8 tuổi sống cùng mẹ chồng, xem những cái điên tiết não của chúng ta nó tiêu cực nha, nó tiêu cực. Nó buồn thì phải nghe nhạc buồn, nó tiêu cực thì lại phải xem phim tiêu cực. Nhưng chuyện đấy mà cứ trải lê thê đấy, thế thì mình chính là mình là khán giả. Tôi đang muốn nói với cái bọn không phải là khán giả mà nó đang diễn cơ nhá. Đấy, thế thì là bây giờ biết rồi thì viết lại câu chuyện mới, rồi lên kịch bản, rồi nhập tâm, rồi thủ vai. Tại sao diễn viên lại diễn được nhiều vai đấy? Tại sao một diễn viên lại diễn được nhiều vai như vậy? Tại vì người ta phải nhập tâm. Người ta diễn vai tướng, người ta nhập tâm, người ta là tướng. Người ta phải đi lại chân bước hai hàng, đúng không? Người ta nhập vai giám đốc. Đấy, là người ta diễn vai giám đốc. Đấy, người ta nhập vai công an là người ta diễn vai công an. Thì có cái gì mà chả diễn được không? Đúng không? Các bạn thấy đấy gì? Chẳng hạn là ông bác cả ông ấy có đám ăn hỏi con gái ông ấy lớn. Có con nhà là nó chỉ là gì, nó chưa cau điếc chẩu héo gì nhưng mà nó ngủ với nhau, chính là chửa hoang mẹ rồi. Thế nhưng mà thôi, nhà kia nó đến nó xin cưới tận ngõ. Ma chú ở nhà, ma chú ở nhà là đại diện cho họ nhà gái. Thế nhà kia lại bảo mai bác cũng giúp em đại diện họ nhà trai. Thế là lần đầu tiên trong đời các cháu nó ấy nhau, nên là hai họ là cử ra cái ông diễn những vai đại diện. Thế có diễn tốt không? À, diễn dạy nhau nói mãi chả được, không chọn ông nào nói tốt nhất đẩy nhau lên diễn. Đấy, đấy là cái vai đấy. Thế nên là nhập tâm, tại sao diễn viên lại diễn được? Ừ. Đấy. Thế nên là chúng ta còn trẻ bỏ mẹ ra. Tôi đã từng phải đi diễn vai như là trưởng đoàn đám cưới, còn những ông anh ông họ các cháu cháu gọi là cháu nhưng mà nó ít hơn mình, ít tuổi mình hơn nữa là cái tí. Nên lên diễn vai ông kia là người ta gọi là ông chứ không gọi là chú hay là thằng hay anh ấy. Nên là hôm ấy được gọi là ông. Ôi trời, đạo mạo phết, lên đạo mạo. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa đấy, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý ông quý bà, quý già quý trẻ, các quý trẻ đẻ ra, cái trong hoạt cứ đồng ngủ buổi sớm là phát biểu lên thôi đấy, thì là diễn được mà thật đấy. Thì diễn vai nghèo chán rồi thì bây giờ chúng ta viết lại kịch bản để diễn vai giàu nhé. Thì thưa với các bạn là gì, năm 2002 tôi viết lại kịch bản cuộc đời tôi. Lúc đấy á, là tôi thức một đêm ở núi cốc, tôi viết lại tự thức cuộc đời, tôi viết lại câu chuyện cuộc đời tôi. Những gì tôi viết hồi đấy chính là những gì bây giờ đang xảy ra. Hồi đấy tôi chưa có xe hơi, nhưng mà tôi viết lại kịch bản cuộc đời là sáng dậy, đúng không? Tôi chuẩn bị bữa sáng, cha con cùng ăn, và tôi lái xe đưa lũ trẻ đến trường trong một thành phố tấp nập, đông dân cư, nhà cao tầng. Đấy, và tôi tưởng tượng là buổi tối trước khi mà chúng tôi gặp gỡ những người bạn đến chơi với nhau, xong lúc ra về là bye bye, sập cửa ô tô bụp phát, khiến đèn nổ đi. Đấy, bật đèn sáng trưng. Thì tôi có lẽ là hồi đấy tôi xem phim về doanh nhân, phim Hàn Quốc rồi phim gì đấy Hồng Kông, nó có những nhà cao tầng và những cái vị doanh nhân lái xe đến các cái văn phòng đấy để làm việc, chắc nó nhập tâm cái hình ảnh đấy vào. Thế mà bạn biết là đúng là từ những năm 2008, 2009 là tôi đã sống ở Hà Nội, văn phòng đều ở trên các cái tòa cao ốc rất là đẹp đấy. Thế và đặt được tất cả những cái gì nhập tâm, cái câu chuyện tôi viết lại hết, tôi bịa ra một câu chuyện mới mà
tất cả là đều bịa đấy chứ. Không, tam quốc diễn nghĩa liệu người ta có giỏi thật thế không, đúng không? Thì đủ các loại câu chuyện về các vị anh hùng rồi thì các màn lịch sử đấy chứ, là người ta cũng bịa chứ, người ta moni phê vào đấy nhiều lắm chứ, người ta tưởng tượng ra đấy đấy. Thế là chúng ta có não tưởng tượng không, tưởng tượng bằng não phải nhé, nên ngồi rung cái đùi bên trái, rung cái đùi bên trái, rung cái đùi, ngồi rung cái đùi, ngồi rung cái đùi, ngồi lắc cái tay lên cho nó tưởng tượng ra, tưởng tượng ra một câu chuyện mới, xem lại cái câu chuyện mà mình than phiền trên Zalo, trên Facebook rồi mình buôn dưa mình kể lể, cái chuyện cắm lợn cắm hấp nhà mình chán chưa, bao nhiêu chuyện nhảm nhí, bao nhiêu chuyện vô lý vô bổ, bao nhiêu chuyện làm khổ cuộc đời con cái, cuộc đời cha mẹ, thì có dừng lại được cái chuyện gì thì dừng ngay đấy. Và gì, lên kịch bản để viết một câu chuyện mới. Nếu người mà muốn kinh doanh thì tôi là một doanh nhân thành đạt nhé, viết lại câu chuyện mới. Năm 2008 tôi giảng là tôi còn xui người ta viết điếu văn, tưởng tượng khi mình chết người ta đọc điếu văn của mình. Chúng nó bảo mùng 8 Tết sao gỡ thế thầy, bảo không, tình hình này cuối năm lại Tết, đằng nào thì cũng chết, hãy tưởng tượng khi mình chết từ bây giờ đi thì điếu văn viết thế nào đấy, bịa ra một cái điếu văn, một cái ông thành đạt như nào đấy. Bây giờ tưởng tượng, mà bây giờ nhất là những cái bác năm 60 nó tưởng tượng ngày mình chết nó đọc điếu văn như nào, đúng không? Ông đã đi để lại một đống nợ nần cho con cháu, đúng không? Ôi giời, ghê quá. Thế thế nên là gì, viết lại cái câu chuyện cuộc đời, chưa dừng, chưa chưa biết được viết thế nào thì cứ bịa ra ở cái mức tốt nhất đã. Đấy, thế còn dừng các câu chuyện nhảm nhí, mình không nhập dữ liệu vào nhảm nhí nữa, là trong đầu mình nó sẽ không còn câu chuyện nhảm nhí để cho mình lên kịch bản diễn nữa, nó bắt buộc phải diễn một cái vai mới thôi nhé. Thì tại sao diễn viên lại diễn được, tại vì người ta có kịch bản, tại vì người ta nhập tâm cái vai đấy và người ta cứ sống đúng như thế. Thế thì mai chúng ta cứ diễn lấy một cái vai ông bố tốt, một ông nội tốt, một bà nội phúc đức một ngày cho em xem nhé. Mai các bác lớn tuổi diễn vai ông nội phúc đức nhé, bà nội phúc đức đấy. Mai các bố hay đánh con thì diễn vai ông bố nhân từ đấy. Các bà mẹ hay la ó con 3 tuổi cũng lên đây hỏi than phiền bị xì chết, mai các thím diễn một ngày cho anh mày xem như vai vai bà mẹ nhân từ phúc đức phúc hậu mẹ dịu dàng đấy. Bao nhiêu người thấy mình diễn những cái vai ẩm ương dở hơi, nó dở ra, dở quá rồi thì đừng có diễn nữa, diễn vai chính đi, diễn vai thật đi, đang nợ diễn mua vai nợ nhé, đang nợ quay về đúng cái vai đấy, chứ không về không phải viết bản lên cho cả làng, mà đang nợ thì gặp chủ nợ diễn đúng vai là mẹ bây giờ Covid nó làm em vỡ nợ rồi, trả đối tác nào nó trả tiền được cả, em chả dám giết chúng nó. Thế bây giờ em chỉ còn hai bản kế hoạch. Thực ra em nói thật là em cũng có hai bản kế hoạch giết người. Một là em định giết chúng nó, đằng nào cũng chết thì em giết chúng nó xong em chết. Nhưng mà em đến cổng nó cầm dao thì em nghĩ ghê, đâm nó chặt đầu cắt tiết nó, con vợ nó, con cái nó khóc khổ. Đấy, đâm lòi ruột nó thì mà nó không chết em cũng đi tù. Đấy, và kịch bản thứ hai là em giết em, nhưng mà em cũng nhát gan lắm, mẹ em không dám giết. Dao đời anh hộ em phải. Chán sống lắm đấy, quay lại đúng cái vai diễn nợ nần chồng chất, diễn đúng vai đấy cho tôi thề với bạn nhé, không có thân chủ nào nào nó giết con nợ cả, nó không giết đâu nhé. Thế nên là cùng lắm nó chửi bạn đấy, chứ lúc mày vay tao sao mày nói ngon nó ngọt thì không, lúc đấy nó đang ăn nên làm ra, nó thật sự là như thế, lãi lắm một ngày lãi như thế, chứ em trả anh hàng tháng đều gì cũng mất tháng nào đâu. Thế nhưng mà từ bây giờ Covid như thế này, người ta cũng lại nợ, người ta cũng có trả được em đâu, em có giết được người đâu đấy. Thế bây giờ đấy thì đấy là bị mình phải quay cái lại vai đấy, mình diễn nhé, mặt nó sạch diễn như là tôi thề nó giãn nợ đấy. Em hứa nếu anh tha chết cho em, anh cũng không hành em còn cái xe máy ghẻ, anh cũng không lột nốt em để em tìm đường kiếm cơm kiếm ghế sinh nhai em nuôi con em, rồi rồi là thì là thôi, nợ anh chưa lấy nhưng anh không giết em thì em vẫn còn nợ anh đây. Đấy, thế nên là diễn đúng cái vai đấy, nó thoát nợ mẹ nó rồi.
đấy, thế là não thảnh thơi đấy. Thế thì là số 4 là phần quan trọng nhất tối ngày hôm nay. Số 4 nào, xem gào lên, kệ cả nhà, những người không xem bạn cứ gào to màu lên cho tôi. I'm lead not follow. I'm lead, lead trong từ leader nhé. Tôi là người lãnh đạo chứ không phải là người bị lãnh đạo nữa. Tôi không làm theo nữa. Cái tiếng Anh khó dịch giải nghĩa cái từ I'm lead not follow nhé. Cái tôi nó là tiếng nói, và cái tiếng nói đấy bạn follow cái tiếng nói đấy, bạn follow cái tiếng nói đấy nhỏ trong đầu ấy. Chẳng hạn là buồn ngủ díu mắt nhưng nó bảo xem nốt cái này, xem nốt cái này nó lại gửi cái khác, ui, lại phải xem nốt cái này, đấy là cái tiếng ở trong đấy. Thế là bạn follow nó, follow tức là bạn làm theo nó dẫn bạn. Thì bây giờ là gì, ngồi gào lên đi, I'm lead, I am lead not follow, tôi làm chủ chứ tôi không làm theo nữa, tôi là chủ của cái tiếng nói nhỏ đấy. Thấy không, mày bảo cái gì mày bảo xem nốt, mày xem nốt để tao lòi mắt ra, mày biết bây giờ mấy giờ rồi, mày bảo tao xem đấy. Nên là gì, I'm lead not follow. Tôi gào cái này được chục năm rồi, hơn chục năm rồi. Từ hồi tôi gào nó là tôi không dính follow bố con thằng nào, tôi không theo trend thằng nào, tôi không follow thằng nào, kể cả cái thằng cương ngu nó xui uống rượu khất khương là tôi cũng không follow. Tôi làm chủ cái tiếng nói nhỏ đấy nha. I'm not follow, I'm lead not follow, I'm all, tôi làm chủ nhé. Tôi làm chủ. Các bạn không học cách làm chủ bản thân nhé, thì ai đó sẽ làm chủ bạn. Tất cả những người đi làm thuê, làm mướn, là cái người khác đều làm chủ bạn. Người ta sai phái bạn, người ta quán nạt bạn, người ta hạch sách bạn nhé. Người ta bon chen kiền cựa bạn, người ta còn đòi ngủ với bạn, người ta còn đòi ấy bạn nhé. Tết nhất này bạn không biếu quà cho người ta, mặt người ta sưng lên nhé. Thế mới cho tôi cái kiểu này, I'm lead not follow, I own you, tao làm chủ mày nhé. Tao làm chủ mày, tao làm chủ tất cả mọi thứ. Bạn muốn giàu có bạn phải làm chủ tất cả mọi thứ. Tôi là ông chủ. Ông chủ thì phải sở hữu, muốn giàu thì phải sở hữu. Sở hữu có nghĩa mình là phải làm chủ. Chưa có cái tinh gì làm chủ mà nếu có cái tinh gì đem làm chủ cái gì? Làm chủ cái tiếng nói nhỏ trong đầu mày á. Tại sao mày cứ đi theo cái tiếng đấy? Nó bảo con 69 này đánh cả bóng là con 96 nữa. Mai không về nó lại bảo phải nuôi thêm nữa để nó bù chỗ hôm qua nữa, thế mày ra đi à? Học cách làm chủ đi. Người giàu là người làm chủ, người sở hữu. Như tôi là người sở hữu bộ não, làm chủ cái tiếng nói nhỏ, có làm chủ được không? Đấy. Thế đây là gì? I'm own you, own. Tao làm chủ, làm chủ tiền bạc, làm chủ cuộc chơi. Đi uống rượu làm chủ cuộc chơi, tập đấy. Dạy luôn cả thằng con phải làm chủ các cuộc chơi. Ngày xưa đấy, tôi chơi với Lêu Lỏng nhiều lắm, tôi chơi với mấy anh Hưng Hỏng nhiều lắm. Nhưng bố tôi bảo các em là học anh Cương, bố có cấm nó đâu. Nhưng mà bố biết tính anh con. Nhưng nó đi chơi với những thằng đấy, nhưng nó không theo, nó không follow. Bố tôi không biết dùng từ follow. Nó không theo. Anh có nói, nhưng mà thì, nó chả chơi nó với những thằng ngu, nó chơi với ai. Nó cũng buồn, thanh niên nó cũng phải đi. Nhưng mà I'm lead not follow. Tôi luôn làm chủ các cuộc chơi. Vừa hôm nay tôi kể với con bé Hằng Thu, ngày xưa tao bé nhất lớp. Tao bé nhất lớp, nhưng mà may là những thằng nào học đúp nó to hơn tao, gọi là thằng như các anh lớn tuổi hơn vài tuổi, ít nhất 2-3 tuổi, 4 tuổi cũng có, nhưng vẫn gọi nhau là thằng láo thế chứ đi. Mà quen mồm thôi, học cùng nhau nên là có quay lại gọi ông là anh được đâu. Vẫn gọi nhau là thằng. Mà tôi bảo con bé Hằng Thu đấy, là ở thị trấn Hùng Sơn, tôi bảo, ngày xưa tao đi học tao bé nhất, mà chứ cho nào bọn lớn chả thằng nào đánh tao cả. Còn cái bọn choi choi đánh tao, nhưng mà thì tao sẽ gây chiến. Tao biết là tí tao trêu chọc nó. Hôm nào đấy, ra mưa, trời mưa nó dồn, tôi chạy thề nào mà tôi chạy nhanh lắm. Tôi chạy vòng quanh cái trường cấp 1, chạy xuống bờ ao, tôi chạy vòng hai vòng. Xong rồi trống vào lớp là tôi chạy vào lớp, một cái nhễ nhại là nó lại như đấm tôi. Đấy, nên lúc về lại dồn tôi lại chạy. Nên vì nó béo nó không chạy được bằng tôi. Đấy, thế nên là có những hôm trời mưa là ra tôi biết nó sẽ mặt lông cắt tiết tôi rồi. Đấy là tôi bắt đầu ở trong lớp là tôi bắt đầu dương đông khích tây, tôi xúi bảy bọn lớn tí nó ra chơi, chơi cái trò này, bắt thằng này ra mình kia, lột quần áo, cởi chuồng nó ra. Thế là tôi xui bọn lớn khoái chí trò mổ một thằng béo đấy. Thế nên là tôi bé, tôi toàn gây chiến tranh cho chúng nó. Nếu chúng nó cứ định chiến tranh tôi là tôi sẽ xui bọn lớn hơn chiến tranh lại đấy. Tôi luôn làm chủ cuộc chơi. Tôi bé tí nhưng mà tôi đã phát hiện ra là ở quê tôi có mấy cái pha là chúng nó bắn móc câu vào mắt nhau mù mắt, một anh với một chị mù mắt.
Thế nên là tôi mới học lớp 3, lớp 4 mà chúng nó bắn móc câu mà tôi nói thưa thưa thầy cô giáo thì không anh ấy. Thế tôi sợ nó bay vu vơ nó vào mù mắt tôi mất. Thế là chúng nó làm móc câu thì dây thun này bắn nịt thun. Tôi cũng làm, tôi thò dưới gầm bàn này, tôi bắn mông đít cô giáo. Ôi bà thế những đứa đang giường như này bà điên, bà điên đấy, nó cổ diễn một vai một con mụ điên, nó nghiến răng nghiến lợi điên. Thế là nó dừng cái trò này đấy. Đến lúc học lớp 7 rồi, cấp 3 rồi phải đi lao động, chúng nó cứ ném bùn ném đất vào nhau mà tôi lại hai em mặc đẹp mặc sạch. Thế tôi cũng không nói được, tôi lùi ra đằng sau hàng quân, tôi nặn hòn bùn, tôi nhăm nhe, tôi tia thầy giáo, tôi ném bếp phát thầy giáo. Úi giời, ông ấy quay phát ngay lại. Thế là mặt tôi tỉnh queo, còn những con giời đang dơ. Chết mẹ chúng mày. Đấy, nên là gì? Tôi bé nhưng mà tôi luôn làm chủ cuộc chơi. Nha, tôi không gây chiến tranh thì thôi, đừng có thằng nào định đánh tôi. Nha. Tôi kéo quân bè đảng đến tôi xử lý từng một. Cho nên lúc tôi lớn tôi đi tán gái tôi còn cũng bị chúng bắt nạt. Nha. Còn lâu mà ta mới xin gái, tôi gần với lại hai cái thằng hâm ở đấy. Tôi về, tôi thả gái đằng kia. Rồi rủ mấy thằng bạn, có lính đặc công về. Ôi trời ơi, nó lên, nó nắm góc, đắc nó tát từng thằng, nó lôi dao ra, nó dí vào mặt nó. Dao của mấy thằng ấy, nó phải chém được ai chưa? Ôi rồi xin hơn thế sao? Mình là gì? Mình phải làm chủ cuộc chơi. Mình làm chủ. Đầu tiên là học cách làm chủ bản thân, đừng hốc rượu nữa, nhá. Làm chủ không xem muộn nữa, có làm được không? Không điều khiển nổi bản thân thì sẽ đứa khác nó sẽ điều khiển bản thân bạn. Tất cả những thằng không kiểm soát được bản thân thì sẽ bị ai đó kiểm soát. Nhục như con bò, nhục như con trùng trục, nhưng tôi bốn con mà vẫn cứ xui con mình đâm đầu vào để cho thằng khác kiểm soát. I'm lead not follow, tao là chủ nha, tao lãnh đạo chứ tao không làm theo nha. Đấy mà tôi thử cái trò đấy rồi. Ngày xưa tôi học lớp 7 là bắt đầu đã phải một hai một bên phải quay, nhưng mà chúng anh Đức lớp trưởng anh hô bên phải quay, tôi quay bên trái. Thế là anh ấy điên tôi lắm, nhưng mà nó bắt to nó cũng chả đánh tôi khổ cái ông lớp trưởng ông Đức Tâm đấy, là ông khổ với tôi lắm. Thế nên là ông ấy chả biết dùng mạng đâu, ông chắc không xem thấy tôi nói. Thế nên là tôi cũng bảo kế toán công ty là đấy gửi quà về đấy, Cường Nhân Thảo gửi cho anh Đức Tâm, tao nhớ anh ấy lắm. Ngày xưa tao hành ông học lớp 7, ông hành tao làm lớp, ông làm lớp trưởng tao hành ông khổ lắm, tao bắt nạt tao ông ấy. Thế rồi ông Quang Lê. Ê, ông lớn hơn tuổi đâu tôi 2 tuổi 1 tuổi gì đẹp trai lắm. Thế là bây giờ thì ông ấy cũng bị tai biến mạch não đi dẹo dọ. Thế tôi bảo ông ấy gửi các sản phẩm biếu, những cái anh ốm yếu là phải biếu để sống nhe răng. Thế nên là những các bạn nhớ này, I'm lead not follow, nhưng tao lãnh đạo chứ tao không làm theo. Tao bé tí nhất lớp nhưng mà tao chả bao giờ làm theo nào, mà tôi đã thử những cái trò lãnh đạo tôi làm hỏng cả lớp. Một hai một đằng sau quay quay cua răng trước. Thế nên là từ ngang như cua tôi trêu chọc lớp trưởng đấy, đến cấp 3 ông đảng lớp trưởng tôi cũng hành ông ấy khổ với tôi kiểu trời kiểu đất. Thế là tôi tập làm lãnh đạo thằng khác. Còn lúc tôi đi học cái gì tôi tự hới mừng là tôi đi quét nhà nhá thì kệ mẹ tôi, còn thằng nào ôn nào đi về mà sai tôi nhá, ngồi đây mà làm, xuống mà làm đừng có sai đấy. Chả thằng nào sai, tôi bé nhất lớp nhưng mà chúng chả thằng nào đánh tôi ngang như cua. Cô giáo chủ nhiệm mắng tôi oan tôi còn giận cho cả tuần lúc tôi đi học cái gì. Thế nên là tôi làm chủ nhé. Muốn giàu là phải sở hữu thì là ông chủ, thì đi sở hữu những đức tính tốt đẹp nhé, sở hữu quản lý thời gian đi, quản lý cái tiếng nói trong đầu đi, leader on lead đi nhé. Đi lên hàng đầu không biết đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi, cứ tiến lên đằng trước, cái gì cũng đi trước. Tôi cái gì tôi cũng đi trước, mở cửa một phát không ai cấm, những thằng buôn bán kiếm tiền đi luôn nhá, toàn phát ra khỏi bệnh viện thằng đánh cò bay đi luôn không cần thiết. Đấy, thế nên mà người ta mới bảo tôi bị tuột xích, bị hâm, bị đuổi đuổi cái mắt nhá. Nên là gì, luôn luôn cầm đèn chạy chiếc ô tô, I'm lead not follow, leader on leading, leader là nhà lãnh đạo, phải có tố chất lãnh đạo bản thân nhá. Mà cái người lãnh đạo để lãnh đạo được thì là cái gì? Viết nó ra một cái list danh sách đây này, phải làm trong ngày mai, viết ra đây, phải làm trong tuần tới, phải làm trong tháng tới, cái cả đấy những cái món nợ viết ra đây, mà nó nhiều nợ nhiều cái mẹ viết bỏ bớt đi một con số nhé, cứ bỏ bớt đi một con số nhìn cho nó nhỏ dần đi, xong tiêu diệt dần nó đi lên hạng mục. Nên là leader 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 viết
Nó là chữ L, chữ E, chữ A và chữ giờ đó đấy nhá. Là chữ list, đọc là list. List cái gì ạ? List cái danh sách. Cái danh sách tiếng Anh nó cũng là list. List, L-I ngắn, S-T. List, nó phải có cái list danh sách chứ này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thế xong bắt đầu làm, hành động, checklist. Ông chủ là tôi chỉ có checklist thôi, tôi chỉ có checklist công việc thôi. Nhá, tôi déo về Hà Nội, à, tôi déo về Sài Gòn. Gan tây xong rồi, chuyển tiền cho bọn tao. Chuyển tiền cho công ty Golden Pyros trên bên này, nhá. Chuyển nốt 50%. Chuyển rồi thì bên đấy phải chuyển giấy tờ về để xin giấy phép Bộ Y tế thì gửi cho phẩm về gửi luôn đấy, checklist thì lại bảo ê ra bên này đúng không, gửi sản phẩm mẫu về hôm nọ đấy, mấy cái lọ ăn gì nó bứng đến nhà tôi đấy, tôi khoe các bạn xong đấy, hôm sau đến tôi chửi tanh bành, mày 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 bưng cho tao những sản phẩm ăn gì đến nhà tao làm gì, nó bảo để gửi về Việt Nam, tôi bảo tao làm sao biết gửi, tôi dễ như điều phải vôi, tao có gửi bao giờ mà tao biết gửi, thế mọi khi mình gửi thế nào mà bây giờ mày lại đưa đến nhà tao phải bảo tao gửi. Thế là lại cúp voi, thế thì tôi lại đem đi tôi gửi gửi chưa để tí kiểm tra check thôi đấy, nó có cái list danh sách, check list check list xong control kiểm soát thằng khác, kiểm soát thời gian của mình, kiểm soát công việc nó trôi nó tắc ở đâu, tập kiểm soát 1 ngày cho tôi, tập kiểm soát 1 giờ cho tôi, tập kiểm soát tối nay cho tôi, tập kiểm soát sáng mai cho tôi, tập kiểm soát như thế chứ đừng có đi control kiểm soát những cái chuyện vơ vớ ở trên mạng, xem đứa này nó chửi đứa kia nó bới đứa này, kệ bà chúng nó, đừng có làm diễn viên quần chúng trong cái đám nghèo ngáo đấy nhá, nó thì có thời gian lắm thời gian, thế à, chúng ta là những cái người nghèo là tỷ phú về thời gian nhưng mà không có list danh sách để kiểm tra nhá. Các bạn đó, nhá, những người nghèo ấy đi làm thuê là chúng ta chính là nằm trong một cái checklist của một đứa khác, bạn không kiểm soát bản thân bạn sẽ có ai đó kiểm soát nhá, tôi thách à. Nên là gì, bạn càng kiểm soát được nhiều thứ thì bạn càng tự do. Nên bây giờ tôi muốn ngủ lúc nào dậy cũng được, tôi muốn mặc cái gì cũng được, tôi muốn ăn cái gì cũng được, tôi muốn đi đâu cũng được, mà tôi muốn làm thì tôi làm, tôi không làm mà tôi việc của tôi đấy, người ta nói tôi bảo ông nhanh lên làm cái này kia, tao tăng mệt tao không làm, mày đi mà làm đấy, đấy đem đến cho tôi bảo để gửi về Việt Nam đi để còn xin giấy phép Bộ Y tế, tôi tao không gửi, tao cũng đâu biết gửi, tôi ngang như cua, việc của tôi còn chả làm. Thế nên là gì? Viết lại kịch bản cuộc đời ngay đấy. Cái câu chuyện của tôi kể đấy, nó rất vô lý với các người nghèo. Nên là nhiều đứa nó mới chửi tôi. Nhưng mà thì tiền bạc nó chả có vô lý hay có lý. Nhất là gì? Nó chỉ là có tiền, nhiều tiền hay là ít tiền. Đấy. Thì là chúng ta phải có công việc chứ. Nhưng đừng có chỉ giới hạn lại là chúng ta phải có công ăn việc làm. Công ăn việc làm đấy. Có công ăn việc làm bằng bao nhiêu năm rồi để cho người khác người ta kiểm soát mình. Vẫn chưa chán. Câu chuyện dài đấy thế. Một câu chuyện vừa dừng cái câu chuyện với bạn lại nhé, tất cả những câu chuyện nhảm nhí trên mạng trên YouTube xóa trên YouTube nhá, những câu chuyện nhảm nhí của mấy bà hàng xóm buôn dưa kia nhá, dừng hết lại cho tôi, không nghe chuyện của chúng nó, không nói chuyện chúng nó, vì nghe những chuyện đấy nát nhà nát cửa mất thời gian, nó không ra đồng xu thối nào nha. I'm lead not follow. Chúng ta chưa lãnh đạo được bố con thằng nào, chúng ta lãnh đạo cái bản thân mình nhé. Đấy bây giờ tôi bật lên tôi cho nghe cái bản nhạc tiền bạc nó rơi vào cuộc đời tôi. Đấy. Một tháng các bạn được mấy cái tin. Đấy. Tôi mà livestream tôi cứ mở thế này ấy. Chả nghe được cái gì nữa, chỉ nghe tiếng tin. Tiếng kim tiền đấy. Các loại tiền trên các ngân hàng nó chảy vào đấy. Nó nhảy nó báo ở đây này. Nhưng tiền đấy. Chứ nó không phải là cái tiếng gì đâu. Đấy. Thế nên là để có như này là nó phải có list danh sách. Bây giờ trong này nó còn cái list danh sách là sản phẩm tiêu thanh thảo của tôi luôn. Ra báo cáo sếp sản phẩm tiêu thanh thảo đang chờ cấp phép. Đấy. Sản phẩm enzyme bắt đầu là đợi giấy phép y tế là nhập cả sản xuất xong hết rồi. Sản phẩm khớp. Sản phẩm khớp thì đang đợi ekip Việt Nam chuyển tiền đặt cọc xong đầy đủ hết nguyên liệu rồi chuẩn bị nhấn nút đấy, thế nên là sản phẩm cường nhân thảo đủ chưa, đủ cung cấp chưa, dạ mỗi thứ có 10.000 sẵn sàng rồi đấy, đấy, đấy.
là đấy, cuộc sống nó thế thôi, nó chỉ cần control thôi nhé. Bây giờ mình sẽ control thử cho các bạn xem đấy, mình control về công ty, mình thử cho các bạn xem. Thế cho là mình không kiểm soát là ai đó kiểm soát mình đấy, ghi list ra, ghi check list công việc mình cần phải làm, và nếu khó quá không làm được thì thuê đấy. Nên tại sao tôi giản dị, tôi ở miền Nam tôi lái xe ra chợ tôi mua đủ thứ, người ta hỏi ông chú sao phải đi chợ này, bảo có biết làm đâu, con người ta nó giỏi. Ôi rồi ôi, bọn nó đang ăn lẩu. Thế sản phẩm về chưa? Sản phẩm về chưa? Ừ. Đấy. Nó. Đấy. Đấy, thì cho các bạn nghe cái âm thanh này. Chúng nó dỡ hàng xuống rồi. Giờ nó đang ăn lẩu. Đấy. Cái cuộc đời tôi nên cứ vui với cái bản nhạc này. Đấy. Thế là câu chuyện của đời mình đấy. Mình viết cái kịch bản xong mình diễn. Đấy, mình viết ra list danh sách cho mình check. Đấy. Và thì mỗi ngày mình cũng phải kiểm soát, mình check giờ để mình lên đây mình nói với các bạn. Nhá. Đấy, thích lắm, thú vị không? Thấy bạn thấy cái công việc của ông chủ. Muốn làm chủ thì các bạn phải sở hữu. Mình có sở hữu. Đấy. Sở hữu bộ não nó phải minh mẫn chứ. Bộ não nó vàng ướp rượu vào đấy. Đấy. Bộ não nó ướp các chuyện tiêu cực vào đấy thì còn đâu ra não nữa. Nên là đừng mất thời gian vào làm khán giả của những vở kịch cuộc đời băng nhăng vỡ vẩn từ xóm, từ làng, từ ông nội bà ngoại, từ cụ thượng cụ hạ gì kệ bố chúng nó nhá. Kẻ khôn bao giờ cũng sống trên đầu thằng ngu, mà cái tình hình này là ngu hết con cháu rồi, ngu dân ngu nhiều lắm rồi, ngu vẫn không biết tại sao ngu, tại vì suốt ngày xem không còn tri thức nữa, không còn khả năng lý luận, không còn triết lý gì, sống không còn triết lý, kinh doanh cũng có triết lý, giàu nghèo cũng có triết lý, toàn triết lý củ chuối nhé. Từ từ rồi quay sẽ nhừ triết lý rồi, yên tâm đâu sẽ vào đó, thịt chó có mắm tôm tay rồi, năng nhặt chặt bị rối loạn tâm thần để nhặt nhạnh à. Câu chuyện nhặt nhạnh, câu chuyện đấy nó chán lắm rồi nhá. Hiểu ý nhau rồi là tốt nhá. I'm lead not follow nhé. Tôi làm chủ, tôi làm chủ cuộc đời tôi. Tôi làm chủ bản thân tôi, học cách đi. Nói với con bạn, con phải làm chủ bản thân, con phải kiểm soát bản thân. Vì nếu con không làm chủ được bản thân, ai đó sẽ làm chủ con, ai đó sẽ kiểm soát con. Người ta sẽ xui con những chuyện dại dột, như bố ấy, toàn bị xui thôi. Xui uống rượu, xui đánh để đánh bạc. Cuộc sống nó đơn giản lắm, tôi có giảng cái gì cao siêu đâu. Nhưng ai là người tối nay nhận ra câu chuyện cuộc đời mình nó dài lê thê, nó buồn, câu chuyện buồn nhé. Đừng có diễn hai mặt nữa, cứ trên Facebook thì một chuyện, còn ngoài đời thật là một chuyện. Chán quá rồi đừng có diễn nữa. Đấy, I'm lead not follow. Hiểu rồi gì? Tối mai tôi sẽ nói thêm về niềm tin. Nói thêm về niềm tin. Để cái còn ai chưa thỏa đáng thì tất cả những cái gì mà tôi giảng này là tôi đều giảng nâng cao hơn ở trong các cái chương trình như khởi nghiệp tại nhà. 7 bài học về khởi nghiệp. Và tức là 7 về bài về kinh doanh đấy, và 6 bài về phát triển bản thân nhà tôi dạy ở trong nhóm khởi nghiệp tại nhà ấy. Nó không có lấy tiền đăng ký vào đấy mà học, học xong nó đổi đời ấy, nó đổi cái suy nghĩ nhá, nó thay đổi cái ý thức hệ đi. Nó thay đổi cái suy nghĩ, nó không quẩn nữa. Phải nghĩ khác thì chúng ta mới làm khác được. Cách nào để nghĩ khác là phải đưa những thông tin mới tốt lành vào não thôi nhá. Thay tư duy thì đổi vận mệnh. Thì học xong mấy bài là nó thay đổi tư duy. Tối nào tôi cũng hứa tôi sẽ lên. Thì các bạn là đó. Thế còn những ai bệnh tật đó thì hỏi thì thấy tôi không trả lời đừng buồn. Các bạn nào á, tôi mời gọi các bạn là đã học rồi, biết cái bài đấy rồi thì chia sẻ cho người ta, cứu nhau. Thì giờ đến Tết là phải chia sẻ cho nhau, ôn lại bài đột quỵ hết. Tại vì bố mẹ già lạnh như thế này nhá. Khớp khiếc xương sẩu thì tập đầu tháng 12, cuối tháng 12 này, đầu tháng 12 sản phẩm Thụy Điển nó mới về kịp. Thì còn trong công ty nó chỉ còn vài chục cái sản phẩm thôi, là chúng tôi để dành cho những cái ca cấp cứu, những cái ca tai biến mạch não, hoặc phải mổ, phải xẻ, phải què gãy gì, cắt cụt gì nó đau đớn quá thì nó nhanh phục hồi nhé. Đấy, thế rồi thì đấy, biến thể nó mọc mãi thì nhốt mãi, bây giờ vẫn còn nhiều địa phương vẫn đi, cứ đi săn, đi bắt, đi nhốt nhốt gì nữa
Nó phải có giải pháp. Đấy, thì dùng cái bộ ba hiệp sĩ đấy, sản xuất cũng chả kịp để bán nên cũng chả cần quảng cáo, cứ phục vụ bấy nhiêu người thôi, bấy nhiêu người tin tưởng tôi. Thì các bạn thấy là gì, hôm nay tôi lại chia sẻ cái bài Huỳnh Thanh Tâm đấy, nó đang bảo nó đang là FA, nó thành F0, xong đó thì bây giờ nó lại khỏi F0, nó chiến đấu F0 cũng bằng số ngày ông thầy sao. Nó bây giờ nó gầy, cái thằng đấy nó đã gầy rồi mà nó còn gầy bắt đầu 5 kg hay 6 kg thì nó như một con mõ mưa luôn đấy. Tôi chỉ đang hồi, cả nhà tôi đang phục hồi, tôi biết ơn cuộc đời, tôi trải nghiệm con virus này kinh khủng khốn khổ như thế nào. Tại vì tôi ướp với ông F0 lâu quá, nồng độ virus nó cao dã man con ngàn đấy. Thế nên là gì, dùng chính những sản phẩm của mình tôi sống sót ở đây với các bạn. Tôi hứa tôi sẽ cống hiến tiếp, tôi không có xu thế tăng giá sản phẩm trong những lúc khó khăn này. Tôi đang cố gắng giảm giá thành sản phẩm để ai cũng được tiếp cận nó. Các bạn chia sẻ cho nhiều người thì các bạn cũng cố giữ đấy trong cái tủ thuốc của mình, không có đến lúc bị rồi khổ thân ra. Nên ai tin tin, ai không tin thì thôi. Mình cào thang cuốc bán làm quái gì. Đấy, can đảm lên nhá. Hãy thay đổi lại câu chuyện cuộc đời. Chúng ta không nói những chuyện nhảm nhí trong bữa ăn nữa, những câu chuyện không vui ở ngoài đường không đem về nhà nữa. Đấy, chủ động, một là chủ động không nói những cái câu chuyện đấy nữa. Mà muốn không nói nữa thì phải dừng lại, không nghe, không xem những cái chuyện nhảm nhí băng nhăng nữa. Đấy, hãy quay lại cái câu chuyện cuộc đời mình và kiểm soát nó. Viết lên danh sách là dễ check nhất. Lên danh sách rồi check, check rồi kiểm soát, rồi điều chỉnh. Nhá. Giàu có, giàu nghèo gì đều là một quá trình. Nợ nần cũng là một quá trình. Sau bao nhiêu năm thì các bạn nợ một đống như thế. Ừ. Thì tiền bạc nó đẻ ra mà, nên sau bao nhiêu năm mình bạn sai lầm thì nó đẻ ra đống nợ. Thế còn nếu mà bạn được học kinh doanh đúng thì nó cũng nhân lên một đống lợi nhuận. Đến lúc nó giàu rất bất ngờ. Đến lúc nó giàu, nó tính tiền cứ rời ở đất nơi đâu rời đâu. Đến lúc khi nó giàu nó may lắm, khi giàu nó rất nhiều cái đường mà nó vào hanh vận, nó gọi là vào dây đỏ. Thế nên là cái tiền nó đẻ ra để cho bạn một đống nợ, nó cũng là một quá trình, tôi nhắc lại như vậy. Và cái chuyện giàu nghèo đều là một quá trình, nhưng mà mọi chặng đường thiên lý thì nó bắt đầu từ bước chân đầu tiên, nó phải có khởi sự, mà khởi sự tốt nhất từ khởi ý. Hãy viết những, hãy tâm sự với vợ với chồng của mình những ý tưởng. Đây là cái lúc, những lúc khó khăn là chúng ta cần nhau nhất. Nếu chưa dám bỏ nhau thì là chúng ta cần nhau nhất. Hãy nói lên ý tưởng kinh doanh của chồng được vợ đồng ý, ý tưởng của vợ được chồng để anh xem, anh nghiên cứu. Nếu chưa đồng ý được thì để anh xem, để nghiên cứu. Hãy tôn trọng nhau, đừng có xù nhau. Thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn. Đây là lúc ngồi lại với nhau. Thế còn những người nào không ngồi lại với nhau thì đành phải tan đàn xẻ nghé. Đúng không? Nếu mà con đường đi nó đã quá rõ mà người đồng hành của mình không tin mình, không cổ suý mình, vùi dập mình để đến nỗi là mình buồn, mình tủi, chỉ còn chó nó mừng thôi, thì mình sẽ đi làm giàu một mình sẽ hưởng cuộc sống phú quý thịnh vượng một mình. Sau này mai ai mình giàu mình lại chia sẻ lại. Nếu mà mình bị ngán đường quá thì mình né nhé. Cứ học con chó con mèo nhé, tìm chốn yên thân. Viết lại kịch bản nhé. Viết lại câu chuyện cuộc đời, nó sẽ có kịch bản mới. Kịch bản mới nó sẽ nhập tâm và diễn một vai diễn mới. Dừng